trải qua và có được những cái thành quả là cái buổi lễ ngày hôm nay. Em xin phép. Người ta cưới vào mình là cười, cười kiểu hạnh phúc. Nhìn mặt thương là mặt kia. Chào em. Anh tên là Hải. Nghề nghiệp là cầu thủ bóng đá. Anh có thể chạy cả chục cây số ở trong một trận đấu vì phổi của anh đủ khỏe. Nhưng lúc này khi mà đứng trước người con gái của cuộc đời mình thì anh lại cảm thấy rất là hồi hộp, thật sự rất là hồi hộp, đọc không nên lời nữa. Sau tất cả những năm tháng và những chuyến đi, những kỷ niệm mà chúng mình đã cùng nhau, thì đến khoảnh khắc anh được nói những lời từ đáy lòng mình với em, giữa sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và tất cả người thân của chúng mình, giống như là một lời bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến từng viết: tôi yêu bóng đá khi tôi còn đang bé thơ. Từ nhỏ anh đã là một người mà ăn ngủ đều cùng với trái bóng. Cuộc sống thì xoay quanh trái bóng tròn của anh, và đôi lúc thì anh hơi chóng mặt. Nhưng nhờ em, trong 3 năm qua, cái vòng xoáy của anh đã ngày trở càng ổn định hơn và nhiều màu sắc hơn. 3 năm trước, nếu em chưa biết thì việc anh tỏ tình vào ngày 12 tháng 1 năm 2021 là hoàn toàn có ý đồ của anh. Và anh đã chọn ngày mà mình viết ra người ta sẽ chỉ thấy số 2, số 0 và số 1. Nhưng mà với anh thì Chu Thanh Huyền là một cô gái đặc biệt, đã có 102. Đấy là điều thật lòng. Anh biết là khi yêu một cầu thủ bóng đá thì em sẽ phải, nó không hề dễ dàng. Và trở thành vợ một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì lại chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Và tương lai thì phía trước thì anh không dám khẳng định, nhưng dù là có sóng gió thì anh sẽ an lòng, anh biết là mình sẽ luôn có nhau. Giờ đây, sau mỗi trận đấu thì anh sẽ được nghe tận tai cái câu hỏi thăm của em, đó là chân anh có đau không, anh cảm thấy có mệt không. Và ngược lại thì anh cũng sẽ được trở về và sau cánh cửa anh được đến bên cạnh em, và để có thể massage lưng, massage tay cho em sau những cái giờ mà live stream rồi làm việc mệt mỏi của em. Và anh nghĩ rằng là chân anh có thể mỏi, nhưng anh biết là anh sẽ luôn nắm tay em và hướng tới tương lai phía trước, và chúng mình sẽ cùng nhau để hướng tới